các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Con tên là Phạm Quốc Bảo, học sinh lớp 3A2, trường tiểu học Đông Thành, thành phố Bắc Giang. Con rất vui khi được tham gia cuộc thi đọc sách trực tuyến với chủ đề đọc sách để thay đổi bản thân. Bởi vì con rất yêu thích sách và con đã làm một thành viên của thư viện tỉnh Bắc Giang và muốn lan tỏa sở thích của mình cho đông đảo mọi người. Cuộc thi đọc sách trực tuyến năm 2024, con muốn giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh cuốn sách đã giúp con thay đổi bản thân. Đó là cuốn Ba chú lợn con của nhà xuất bản Hà Nội. Truyện Ba chú lợn con gồm 16 trang. Nội dung truyện như sau: Lợn mẹ sinh được ba chú lợn con xinh xắn. Đến khi chúng lớn, lợn mẹ nói với các con rằng: các con giờ đã lớn cả rồi, hãy ra ngoài tự lập và xây cho mình một căn nhà. Các con nhớ phải cẩn thận, không xuống sàn để ăn thịt đó. Vậy là ba chú lên đường. Lợn vàng muốn làm nhà bằng những cọc rơm của bác nông dân. Lợn xanh muốn làm nhà bằng gỗ. Và lợn đỏ muốn làm nhà bằng những viên gạch vững chắc. Một hôm, lợn vàng đang ở trong nhà rơm của mình thì sói xám đã đến. Sói đã đói lắm, nó ầm ầm quá lớn: lợn kia, nếu không ra ta sẽ thổi bay nhà của mình. Lợn vàng không dám mở cửa, sói xám liền phóng mang trận má thổi. Căn nhà bằng rơm mỏng manh chẳng mấy chốc bay từng mảng. Lợn vàng may mắn trốn thoát, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của lợn xanh. Lợn vàng hốt hoảng nhìn lợn xanh vô cùng thản nhiên, ung dung. Nó nức nở nói: lợn xanh ơi, liệu ngôi nhà này có trúng lời sói xám không thế? Vừa lúc đó, sói xám đã đuổi tới nơi. Nó đập cửa căn nhà gỗ rầm rầm. Hai chú lợn ở trong nhà nhất quyết không mở cửa. Sói xám tức quá liền đẩy đổ luôn căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ cũng chẳng trụ được lâu hơn căn nhà rơm bao lâu. Lợn vàng và lợn xanh lo lắng chạy thục mạng đến nhà của lợn đỏ. Cả hai vừa chạy vừa hổn hển nói: lợn đỏ ơi, hãy mau đóng cửa lại, sói xám đang đuổi tới đây rồi. Sói xám một lần nữa đuổi tới nơi. Nó đập cửa ngôi nhà gạch của lợn đỏ, dọa nạt: nếu chúng bay không mở cửa, ta sẽ đập đổ căn nhà này. Nói xong, sói xám đã lao đến đập tới tấp vào căn nhà. Thế nhưng dù có làm thế nào, căn nhà vẫn không hề rung chuyển. Sói xám biết sức không thể làm gì được căn nhà gạch vững chắc, nên tức tối bỏ đi. Ba chú lợn con biết nguy hiểm đã qua, chúng mang mừng vui vẻ. Cả ba đã hiểu rằng làm mọi việc cẩn thận và chín chu quan trọng tới mức nào. Qua câu chuyện này, con muốn chia sẻ với thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người rằng làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận và kiên trì thì mới đạt được kết quả cao. Trong gia đình cũng như trong cuộc sống, chúng ta phải biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Với các bạn học sinh, con muốn nhắn gửi đến các bạn một thông điệp: sách là nguồn tri thức vô tận, sách vừa là bạn vừa là thầy. Vậy các bạn hãy tích cực đọc sách để có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích cho bản thân các bạn nhé. Con đã hoàn thành bài thi của mình. Con xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe. Con xin chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.